Lúc đó, Thái tử Trường Sanh chờ cho đến chiều gom góp cây cỏ quả tán cha mẹ xong rồi đi. Bây giờ, vua Phạm Ma Đạt ở trên lầu cao, từ xa trông thấy một đứa bé quả tán vua Trường Thọ và phu nhân. Thấy vậy, sai kẻ tả hữu rằng: "Đây ắt là thân quyến của vua Trường Thọ, các ngươi hãy nhanh chóng bắt về đây." Các thần dân liền đến chỗ đó, chưa đến kịp thì cậu bé đã chạy mất rồi. Bấy giờ Thái tử Trường Sanh nghĩ thầm: "Vua Phạm Ma Đạt này giết cha mẹ ta, lại ở trong nước ta, nay ta phải báo oán cho cha mẹ ta." Thái tử liền tìm đến chỗ người dạy đàn. Đến nơi đó nói như vậy: "Nay con muốn học đàn." Thầy dạy đàn hỏi: "Con họ gì, cha mẹ ở đâu?" Cậu bé đáp: "Con không còn cha mẹ, con vốn ở trong thành Xá Vệ này, cha mẹ đã mất sớm." Thầy dạy đàn bảo: "Con muốn học thì học." Tỳ kheo nên biết, bấy giờ Thái tử Trường Sanh học đàn, học ca, học hát kịch. Thái tử Trường Sanh vốn có tố chất thông minh, nên chưa qua mấy ngày mà đã có thể đàn ca hát kịch, không thứ gì không biết. Sau đó Thái tử Trường Sanh ôm đàn đến chỗ vua Phạm Ma Đạt. Khi vắng người, ở trong chuồng voi, cậu một mình đàn và cất tiếng ca trong veo. Lúc ấy vua Phạm Ma Đạt đang ngồi trên lầu cao nghe tiếng đàn ca, liền hỏi kẻ tả hữu rằng: "Người nào ở trong chuồng voi đàn ca vui thú một mình vậy?" Kẻ tả hữu tâu: "Ở trong thành Xá Vệ này có một cậu bé thường đàn ca vui thú một mình." Vua bèn bảo quân hầu rằng: "Ngươi hãy khiến cậu bé này đến chơi tại đây, ta muốn gặp nó." Người được sai kia vâng lời dạy của vua, đến gọi cậu bé này đến chỗ vua. Vua Phạm Ma Đạt hỏi cậu bé: "Đêm hôm qua ngươi đàn ở trong chuồng voi phải không?" "Tâu thật vậy, đại vương." Phạm Ma Đạt hỏi: "Nay ngươi có thể ở bên cạnh ta đánh đàn, ca, múa, ta sẽ cung cấp quần áo, đồ ăn, thức uống." Tỳ kheo nên biết, bấy giờ Thái tử Trường Sanh ở trước Phạm Ma Đạt đánh đàn, ca, múa rất là tuyệt diệu. Khi vua Phạm Ma Đạt nghe tiếng đàn này, trong lòng vô cùng hoan hỷ, liền bảo Thái tử Trường Sanh: "Hãy giữ kho bảo vật của ta." Thái tử Trường Sanh chấp hành lệnh của vua, chưa từng bị thất thoát, hằng tùy thuận ý vua, cười trước nói sau, luôn nhường ý vua. Bấy giờ vua Phạm Ma Đạt lại ra lệnh rằng: "Lành thay, lành thay, hiện tại ngươi là người rất thông minh, nay ta cho ngươi vào nội cung coi sóc mọi thứ được không?" Khi Thái tử Trường Sanh ở trong nội cung đem tiếng đàn dạy cho các cung nữ, lại cũng dạy cởi voi, cởi ngựa, các kỹ thuật không việc gì không biết. Bấy giờ ý vua Phạm Ma Đạt muốn xuất du dạo xem vườn rừng cùng vui thú, liền sai Thái tử Trường Sanh nhanh chóng sửa soạn xe có gắn lông chim báo. Thái tử Trường Sanh vâng lệnh vua, lo chuẩn bị xe có gắn lông chim báo, trải thảm lên voi, thắng nhiên cương bằng vàng bạc xong, trở lại tâu vua: "Đã sửa soạn xe xong, xin vua nên biết đã đến giờ." Vua Phạm Ma Đạt đi xe có gắn lông chim báo, sai Trường Sanh điều khiển, cùng đem theo binh chúng 4 bộ. Lúc này Thái tử Trường Sanh điều khiển xe dẫn đường, luôn luôn cách ly quân chúng. Vua Phạm Ma Đạt hỏi Thái tử Trường Sanh: "Hiện tại binh lính ở đâu?" Trường Sanh tâu: "Thần cũng không biết quân lính ở đâu." Vua bảo: "Hãy dừng lại một chút, người ta mỏi mệt vô cùng, muốn dừng nghỉ một chút." Thái tử Trường Sanh liền cho dừng lại để vua nghỉ ngơi trong chốc lát khi quân lính chưa đến. Tỳ kheo nên biết, bấy giờ vua Phạm Ma Đạt gối đầu trên đầu gối Thái tử Trường Sanh ngủ say. Thái tử Trường Sanh thấy vua đang ngủ liền nghĩ: "Vua này là kẻ thù lớn nhất của ta, đã bắt giết cha mẹ ta, lại còn ở trên đất nước ta. Nay mà không báo oán thì lúc nào sẽ báo?
bây giờ ta phải dứt mạng hắn. Thế tử Trường Sanh tay phải rút kiếm, tay trái tóm tóc vua, nhưng lại nghĩ thầm, lúc cha ta sắp lâm chung đã bảo ta rằng, Trường Sanh nên biết, đừng nhìn dài cũng đừng nhìn ngắn. Còn nói bài kệ này, quán quán không dừng nghỉ, pháp này có từ xưa, không quán mới thắng quán, pháp này luôn bất hủ. Nay ta nên bỏ quán này, rồi tra kiếm vào vỏ. Ba phen như vậy lại tự nghĩ, vua này là kẻ thù lớn nhất của ta, đã bắt giết cha mẹ ta, lại còn ở trên đất nước ta. Nay mà không báo quán thì lúc nào sẽ báo? Nay đúng là lúc ta phải dứt mạng hắn mới gọi là báo quán. Rồi lại nhớ đến, Trường Sanh, con đừng nhìn dài cũng đừng nhìn ngắn, phụ vương có những lời dạy này. Quán quán không dừng nghỉ, pháp này có từ xưa, không quán mới thắng quán, pháp này luôn bất hủ. Nay ta hãy bỏ quán này, liền tra kiếm vào vỏ. Trong khi ấy, vua Phạm Ba Đạt lại mộng thấy con trai vua Trường Thọ là thái tử Trường Sanh muốn bắt mình giết, vì vậy nên kinh sợ thức giấc. Thái tử Trường Sanh thưa, đại vương, vì sao nổi kinh sợ đến như vậy? Phạm Ma Đạt nói, lúc ngủ ta mộng thấy con trai vua Trường Thọ là thái tử Trường Sanh rút kiếm muốn bắt ta giết, cho nên ta kinh sợ. Bây giờ thái tử Trường Sanh nghĩ thầm, hiện tại vua này đã biết ta là thái tử Trường Sanh, tay phải vội rút kiếm, tay trái tóm tóc mà nói vua rằng, hiện tại tôi chính là thái tử Trường Sanh, con trai của vua Trường Thọ. Song vua là kẻ thù lớn nhất của ta, đã bắt giết cha mẹ ta, lại còn ở trên đất nước ta. Nay không báo quán thì đợi lúc nào? Vua Phạm Ma Đạt liền quay qua Trường Sanh mà nói rằng, nay mạng của ta ở trong tay ngươi, xin được toàn mạng. Trường Sanh đáp, tôi có thể cho vua sống, nhưng vua không để tôi toàn mạng. Vua trả lời Trường Sanh, xin tha mạng, ta không bao giờ giết ngươi. Bấy giờ thái tử Trường Sanh cùng vua thề rằng, cả hai cùng tha mạng cho nhau, không bao giờ hại nhau. Tỳ kheo nên biết, bấy giờ thái tử Trường Sanh liền tha mạng sống cho vua. Lúc đó vua Phạm Ma Đạt bảo thái tử Trường Sanh rằng, xin thái tử cùng tôi trở lại chuẩn bị xe lông chim báo để trở về nước. Bây giờ thái tử liền chuẩn bị xe lông chim báo, cả hai cùng ngồi trên xe về đến thành Xá Vệ. Vua Phạm Ma Đạt liền tập hợp quần thần nói rằng, nếu các khanh gặp con trai vua Trường Thọ sẽ làm gì? Trong đó hoặc có đại thần tâu rằng sẽ chặt chân tay, hoặc có vị tâu sẽ phân thân làm ba đoạn, hoặc có vị tâu sẽ bắt giết đi. Lúc đó thái tử Trường Sanh ngồi bên cạnh vua, chánh thân, chánh ý suy nghĩ về những lời nói này. Bấy giờ vua Phạm Ma Đạt đích thân tự tay nắm lấy tay thái tử, nói với mọi người rằng, đây là thái tử Trường Sanh, con trai vua Trường Thọ, chính là người này. Các khanh không được nói lại những lời như vậy. Vì sao vậy? Vì thái tử Trường Sanh đã tha mạng sống cho ta, ta cũng tha mạng sống cho người này. Quần thần sau khi nghe những lời này, khen là chưa từng có. Thái tử con vua này thật là hy hữu, đối với quán mà có thể không báo quán. Lúc đó vua Phạm Ma Đạt hỏi Trường Sanh, đáng ra người bắt ta giết, nhưng tại sao lại tha không giết, có nhân duyên gì? Nay xin được nghe. Trường Sanh đáp, đại vương khéo lắng nghe. Khi phụ vương tôi sắp lâm chung, dặn lại rằng, nay con chớ nhìn dài cũng chớ nhìn ngắn, lại dặn những lời này. Quán quán chẳng dừng nghỉ, từ xưa có pháp này, không quán hay thắng quán, pháp này luôn bất tử. Các đại thần khi nghe những lời này của phụ vương tôi đều bảo với nhau rằng, vua này mê loạn nên nói lung tung. Vậy chứ Trường Sanh là người nào? Vua Trường Thọ đáp, các khanh nên biết, trong đây có người trí sẽ rõ những lời này.
khi nhớ lại những lời này của phụ vương, cho nên tôi tha cho vua toàn mạng. Vua Phạm Ma Đạt sau khi nghe những lời này rồi, lấy làm lạ lùng và khen là chưa từng có ai có thể giữ lời dạy dỗ của người cha quá khố, không để trái phạm. Bây giờ vua Phạm Ma Đạt nói Thái tử rằng ý nghĩa của những lời ông nói hôm nay ta vẫn chưa hiểu, nay hãy nói cho ta nghĩa của chúng để ta được thông suốt. Thái tử Trường Sanh đáp: Đại vương khéo lắng nghe, tôi sẽ nói. Vua Phạm Ma Đạt bắt vua Trường Thọ giết. Nếu có quần thần rất thân tín nào của vua Trường Thọ bắt vua giết, thì lại có quần thần phò tá của vua Phạm Ma Đạt cũng sẽ bắt quần thần phò tá của vua Trường Thọ mà giết. Đó gọi là quán quán không bao giờ dứt tuyệt. Muốn đoạn tuyệt quán này, chỉ có người không báo quán. Vì tôi đã xét nghĩa này nên không giết vua. Vua Phạm Đạt Ma nghe những lời này xong, nghĩ vị vương tử này rất là thông minh mới có thể quản diễn được nghĩa này, nên lòng rất vui mừng hớn hở, không tự chế được. Lúc ấy vua Phạm Đạt Ma liền hướng về vương tử sám hối tội lỗi của mình là đã bắt giết vua Trường Thọ, sau đó cởi lấy mũ mình đội cho Trường Sanh, rồi gả con gái và giao nước xá vệ cùng dân dân lại cho Trường Sanh thống lĩnh. Vua trở về cai trị Ba La Nại. Tỳ kheo nên biết các nhà vua thời thượng cổ đã có pháp thường này, tuy có sự tranh giành đất nước như vậy nhưng vẫn còn nhẫn nhịn nhau chứ không làm tổn hại nhau. Huống chi các ngươi là tỳ kheo, vì lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, xả bỏ lòng tham dục sân nhuế ngu si, nay lại tranh khắc nhau, không hòa thuận nhau, không ai nhịn nhau, không chịu hối cải. Này các tỳ kheo, căn cứ vào nhân duyên này mà biết rằng tranh cãi chẳng phải là điều nên làm. Cùng một thầy học như nước với sữa, chớ tranh tụng nhau. Bây giờ Thế Tôn liền nói bài kệ này: không tranh cũng không cãi, tâm từ thương tất cả, tất cả không ưu hoạn, điều chư Phật ngợi khen. Cho nên này các tỳ kheo, cần phải tu hành nhẫn nhục. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Bấy giờ tỳ kheo câu thăm bạch Đức Thế Tôn: nguyện xin Thế Tôn chớ lo việc này, chúng con sẽ tự phân giải sự việc này. Thế Tôn tuy có dạy những lời này nhưng sự việc không phải vậy. Thế rồi Thế Tôn liền bỏ đi đến nước Bạc Kỳ. Bấy giờ trong nước Bạc Kỳ có ba thiện gia nam tử là A Na Luật, Nan Đề, Kim Tỳ La. Các vị thiện gia nam tử này cùng giao ước với nhau: nếu ai ra đi khất thực, vị còn lại sao phải rưới nước, quét đất sạch sẽ, không sót việc gì. Vị đi khất thực về sẽ chia phần cho ăn, đủ chia thì tốt, không đủ tùy ý ăn phần mình. Cơm còn dư đổ vào đồ đựng rồi bỏ đó mà đi. Nếu vị nào khất thực về sau cùng, đủ ăn thì tốt, không đủ thì lấy cơm trong đồ đựng kia rồi bỏ vào bát mình mà ăn, nhưng phải để vào bát mình. Sau đó xách bình nước đặt một nơi, mỗi ngày phải quét sạch nhà cửa, rồi tìm nơi chánh vẻ, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt tư duy diệu pháp. Họ tự tuyệt đối im lặng, không nói chuyện với nhau. Bây giờ tôn giả A Na Luật tư duy dục bất tịnh tưởng, có niệm khinh an và hỷ mà vào sơ thiền. Lúc đó Nan Đề và Kim Tỳ La biết trong tâm niệm của A Na Luật nên cũng tư duy dục bất tịnh tưởng, có niệm khinh an và hỷ mà vào sơ thiền. Nếu tôn giả A Na Luật tư duy nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bây giờ tôn giả Nan Đề và Kim Tỳ La cũng tư duy nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nếu tôn giả A Na Luật tư duy không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tôn giả Nan Đề và Kim Tỳ La cũng lại tư duy không xứ, thức xứ,
vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nếu tôn giả A Na Luật tư duy diệt tận định, bây giờ tôn giả Năng Đề và Kim Tỳ La cũng lại tư duy diệt tận định. Như các pháp này, các hiền giả cũng tư duy như vậy. Bây giờ Thế Tôn đến giường sư tử, lúc đó người giữ giường từ xa trông thấy Thế Tôn đến liền thưa: Sa môn chớ vào trong giường. Vì sao vậy? Vì trong giường này có ba vị thiện gia nam tử tên là A Na Luật, Nang Đề và Kim Tỳ La, hãy cẩn thận chớ quấy nhiễu họ. Lúc đó tôn giả A Na Luật bằng thiên nhĩ thông nghe người giữ giường nói với Thế Tôn như vậy, không để ngài vào giường. Tôn giả A Na Luật liền ra bảo người giữ cửa rằng: Chớ ngăn, nay Thế Tôn đến đây là muốn đến thăm chỗ này. Sau đó tôn giả A Na Luật liền vào báo Kim Tỳ La: Đi nhanh, Thế Tôn hiện đang ở ngoài cửa giường. Bấy giờ ba tôn giả liền rời khỏi Tam Muội, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên, mỗi vị tự thưa: Lành thay, Thế Tôn đã đến. Tôn giả A Na Luật đón lấy bình bát Thế Tôn, tôn giả Năng Đề trải chỗ ngồi, tôn giả Kim Tỳ La lấy nước cho Thế Tôn rửa chân. Bây giờ Thế Tôn bảo tôn giả A Na Luật: Ba ngươi ở đây hòa hợp, không có trái ý nhau, khất thực có như ý không? A Na Luật thưa: Thật vậy, bạch Thế Tôn, khất thực không gì khó nhọc. Vì sao vậy? Vì khi con tư duy sơ thiền, bấy giờ Năng Đề, Kim Tỳ La cũng tư duy sơ thiền. Nếu con tư duy nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, diệt tận định, lúc đó Năng Đề, Kim Tỳ La cũng tư duy nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, diệt tận định. Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng con tư duy về pháp này. Thế Tôn bảo: lành thay, A Na Luật. Vào lúc ấy các ngươi có đạt được pháp thượng nhân không? A Na Luật thưa: Thật vậy, thưa Thế Tôn, chúng con đạt được pháp thượng nhân. Thế Tôn bảo: Pháp thượng nhân là gì? A Na Luật thưa: Có pháp di diệu này vượt lên trên pháp thượng nhân. Nếu chúng con lại rải tâm từ trải đầy khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương cũng là như vậy, bốn phía trên dưới cũng là như vậy, trong tất cả mỗi mỗi đều rải tâm từ trải đầy khắp trong đó, vô số vô hạn không thể tính hết mà tự an trú, lại rải tâm bi, tâm hỷ, tâm hộ, xả đầy khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương và bốn phía trên dưới mà tự an trú cũng lại như vậy. Đó gọi là: Bạch Thế Tôn, chúng con đạt thêm được pháp thượng nhân nữa. Bấy giờ tôn giả Năng Đề, Kim Tỳ La nói với A Na Luật: Có bao giờ chúng tôi đến tôn giả để hỏi nghĩa này đâu, mà hôm nay trước Thế Tôn lại tự nói như vậy. Tôn giả A Na Luật đáp: Các hiền giả cũng chưa bao giờ đến tôi để hỏi nghĩa này, nhưng chư thiên đã đến chỗ tôi mà nói nghĩa này, cho nên ở trước Thế Tôn tôi nói nghĩa này vậy. Lại nữa, lâu nay tôi biết tâm ý của các hiền giả là các hiền giả đã đạt được tam muội này, nên ở trước Thế Tôn tôi nói những lời này. Trong lúc thuyết pháp này, đại tướng Trường Thọ đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồi đại tướng Trường Thọ bạch Thế Tôn: Hôm nay có phải Thế Tôn vì các tỳ kheo này mà thuyết pháp? Lúc ấy Thế Tôn đem nhân duyên này kể lại cho đại tướng Trường Thọ. Đại tướng bạch Thế Tôn: Đại quốc Bạc Kỳ sớm được lợi lớn vì có ba thiện gia nam tử A Na Luật, Nang Đề, Kim Tỳ La này du quá. Thế Tôn bảo: Đại tướng, thật vậy, như lời ông nói, đại quốc Bạc Kỳ được thiện lợi. Hãy không nói đại quốc Bạc Kỳ, mà đại quốc Ma Kiệt cũng được thiện lợi.
mới có ba vị thiện gia nam tử này. Nếu mọi người dân trong đại quốc Ma Kiệt này mà nhớ đến ba thiện gia nam tử này, sẽ được an ổn lâu dài. Đại tướng nên biết, nếu huyện ấp thành quách nào có ba vị thiện gia nam tử này ở trong những thành quách đó, mọi người dân sẽ được an ổn lâu dài. Nhà nào sinh ra ba vị thiện gia nam tử này cũng được lợi lớn, vì đã sinh ra người được tôn quý nhất này, cha mẹ năm đời thân tộc của họ. Nếu nhớ đến ba người này thì cũng được lợi lớn. Nếu trời, rồng, quỷ, thần nhớ đến ba thiện gia nam tử này thì cũng được lợi lớn. Nếu có người nào khen ngợi bậc A-la-hán thì cũng nên khen ngợi ba người này. Nếu có người nào khen ngợi người không tham dục, không ngu si, không sân nhuế thì cũng nên khen ngợi ba người này. Nếu có người nào khen ngợi người có ruộng phước này thì cũng nên khen ngợi ba người này. Như ta ở trong ba A Tăng kỳ kiếp thực hành cần khổ thành vô thượng đạo, khiến ba người này thành tựu nghĩa pháp này, cho nên đại tướng đối với ba thiện gia nam tử này nên khởi lòng hoan hỷ. Đại tướng hãy học điều này như vậy. Đại tướng sau khi nghe những gì Thế Tôn dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba kết sử trói buộc chúng sanh, khiến không thể từ bờ này đến bờ kia được. Những gì là ba? Là thân tà, giới đạo, nghi. Thế nào gọi là kết bởi thân tà? Chấp thân có ngã, nảy sinh tưởng về tôi ta, có tưởng về chúng sanh, có mạng, có thọ, có nhân, có sĩ phu, có duyên, có trước. Đó gọi là kết bởi thân tà. Thế nào là kết bởi nghi? Có ngã chăng, vô ngã chăng? Có sinh chăng, không sinh chăng? Có ngã, nhân, thọ, mạng chăng? Không ngã, nhân, thọ, mạng chăng? Có phụ mẫu chăng, không phụ mẫu chăng? Có đời này, đời sau chăng? Không đời này, đời sau chăng? Có sa môn bà la môn chăng? Không sa môn bà la môn chăng? Đời có a la hán chăng? Đời không a la hán chăng? Có người chứng đắc chăng? Không có người chứng đắc chăng? Đó gọi là kết bởi nghi. Thế nào là kết bởi giới đạo? Ta do giới này mà sinh vào gia đình dòng họ lớn, sinh nhà gia chủ, sinh nhà bà la môn, hoặc sinh lên trời hay trong các thần, đó gọi là kết của giới đạo. Như vậy, này tỳ kheo, có ba kết này trói buộc chúng sanh, khiến không thể từ bờ này đến bờ kia, giống như hai con bò cùng một ách tất không rời nhau. Chúng sanh này cũng lại như vậy, bị ba kết trói chặt không thể từ bờ này đến bờ kia được. Thế nào là bờ này, thế nào là bờ kia? Bờ này chính là thân tà, bờ kia chính là thân tà bị diệt. Này tỳ kheo, đó gọi là ba kết trói buộc chúng sanh, không thể từ bờ này đến bờ kia. Cho nên, này các tỳ kheo, cần phải tìm cách tiêu diệt ba kết này. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba tam muội này, những gì là ba? Là không tam muội, vô tưởng tam muội, vô nguyện tam muội. Thế nào là không tam muội? Không là quán tất cả các pháp đều là không hư, đó gọi là không tam muội. Thế nào là vô tưởng tam muội? Vô tưởng là đối với tất cả các pháp, tất cả đều không tưởng niệm gì, cũng không có gì được thấy, đó gọi là vô tưởng tam muội. Thế nào là vô nguyện tam muội? Vô nguyện là đối với tất cả các pháp cũng không mong cầu, đó gọi là vô nguyện tam muội. Như vậy, này các tỳ kheo,
ai không đạt được ba tam muội này thì ở lâu nơi sinh tử không thể tự giác ngộ. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện đạt được tam muội này. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: Tràng tỳ sa pháp dương, cù mặt thần túc quá, trai giới hiện tại tiền, trường thọ kết tam muội. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp.net.